Vâng. Lúc ngày việc là để nhà này còn đi vẫn đi mà cái bố nhà đi phân cờ vẫn để có lại đấy. Thế còn đi là ăn là ở xa đấy, lúc ngày thì mày gặp cái ổn ở chứ mong huyện. Đấy giờ đưa công ty có mắt ngày đó mấy khi mỏ cho nó đang vậy anh ấy hỏi để xin cái ổn để nó biết xeo đi dùng nó ra đi cho mình. Đấy. Nó kia để ăn mặn. Thế là một cái bố đi cái ổn thì nó xong nó uống mà phải chân xuống đi đang rưới mà vừa sau để phong bản của con. Thế hôm nay em với các bố đi đi dùng cho mình. Em với các bố đi trường tin đến đây như là cái bản con đấy, con đấy chưa phải được cái dùng mài chị ạ. Thế các bố đi uống đấy cái uống đấy là bản sân dùng cho một cái công ty mà. Thế các bố ạ. Ừ, cảm ơn đó con ạ. Con đi công ty đi cà phá ngày này đi chỗ nó mong chú. Thì với cái thời gian bây giờ đưa đi thăm quê hương qua nhà bố nhà mì ở tỉnh khu này. Thì nhà bố nhà mì đấy có trồng cái vườn này đó. Mục tiêu là trồng cho con cái thôi. Thì các bố năm mươi khá thôi. Là ăn là ở là mong cho con cái là đưa nó băng bầu băng ai. Thì này bố trồng cái vườn thôi. Mong con đi công ty. Ăn nhiều chiên. Thì bây giờ đầu tư tiếp. Là cho nó vươn mỗi ngày nó cuối lì hơn nữa nó xa nhiều lại bãi nhận nhiều chiên nhưng mà cũng cố mà cho chôn cho con thế con kể ủn đi công ty yêu dùng nha thế chi ni con ai cho cầu đôi cầu bàn ai cho cầu cửa cầu nha chẳng ủn nó yêu mong mình nó chị cháu chị cha chị khổ chị nghèo chị đua đeo đôi chồng chóng nó ừ, ăn nó bàn nó bụi nhất chỉ đó khi mà hảo trên đó cho nên cái quân đi khâu đi con na mà thì ông đi ba là bù đứa lại cho con na đó bụi có mất rau lúc biết số tiền đó chỉ mục tiêu là cho con na thôi cho chôn cho con thôi con đứa con cái con du con dậu thôi thế chứ đi con na để ban kha cái y bù là trên đó cái ban kha thì ông trăm mạn ca là ăn đây là bù đứa nhường lại cho con giao cho con nữa đó, con ạ. Thế này là này chôn y bữa đi công ty ấy quen cái anh đứa nhà mình đi thì anh đứa ấy rú chôn viên đó đi dùng đó ngõ cửa ngõ nhà. Ngày này này chôn y viên đó đi dùng bây gia đình nhà mình nói cái có chi về đây nó là bố mì để y chôn cắm cho chôn các ạ. Bố mẹ rất sống cảm, rất mong mỏi con cái đi đi ở chi cháu chi xa ở chi khó khăn thì kết đôi kết bạn anh biết khá là cửa là nha đưa bố mẹ thì để năm một pha thôi thì đưa trùng bà con bà cái ra thì nhà thì có đưa bố mẹ ăn rua thì năm một có khá một năm có chuối thôi năm nay thì khánh bảy mưa thôi thì làm cái vườn thì đi ra nói có băng bầu đó mấy có cái được cho con cái đi về, có được cho con cái chăm ngó. Thế như con cái thì để là bữa trên đi để con cái chăm mà nên để kết đôi kết bạn à nên để nó bù rất phần khối. Thế à. Bù nhau này cho con cái đó. Thế là ổn ạ. Đang đỡ khi ở công ty đỡ đuổi đó mà chẳng đây là mặt thể định được quê anh ở cái mong bụng mì thì thằng ấy ở cái khu chân vận động bãi đất luôn là ổn đấy tiền tương gia đây mày đưa về để có để nhà lên lại đôi ngồi khu đó em ổn mang cái sao em sao mà đã thành lăng thì cái mới chưa xây mấy chuồng công bố đấy là 12 điểm là nhiều không nên tôi mới ông mà la cho chân thì chân nữa sao thì sao thì nên đuổi quá già đó thằng mang ở chân vận động đạt luôn mà thằng ấy phẳng thì ra mày lên đi đó mong em rồi hết bản ngăn đất lại khu đi đó ê uốn mà rằng cái còn cái đôi bên đó để thế mà rằng là thế nhé uốn mà rằng ăn xây dựng là mà thế này em như xoáy lên mới xoáy gió có băng là còn cái bộ mấy mái cái đi công ty này chứ này lưu yêu ê uốn nó nói ơ thì đuổi uốn đi khi hòn là hòn nó ấy cho bàn có tin mà nó để như em cái hoàn cảnh em đến đây uốn đi như thế nói đấy cho anh này cho có cái bộ khai cho nên bé mưa ê ở dù ở dù mài vậy nè lỗ bị báo đi là mọt quá nghe thả lửa chặt đấy đó khi lúa cá răng sân vân đồng mà xa nông uốn huyệt đến chôn
mặt linh đốn măng xa ra ồn nói khi à con ra em đổi răng rất nghèo về lên nhà kia kinh nhớ tê rất là măng chữ ra giỏi nhà hơi ôn na răng kinh tế chớ ông ba con anh nhà là cả cửa mà đi là công ty lô làm mà ôn ơi rình răng có ôn vì là nhà ô chỉ đường khả ôn à mai ha xuống à cũng ôn nói ôn chẳng à chế đất rô cơ mà đất đồ lơ ôn à rưỡi bố mẹ nó mà ô trường ra mời nhà hơi bờ à ngày em mà chưa đi cùng thì khi đi vẫn thuộc bù mì khá mới ôm râu nó ơi nhà ra khéo đồi mà khéo răng tường tường an na ma la hong ra giờ ý nhà ơi ý nhà răng đường đi ra rất khó cho ý nhớ ơi nhưng à quê kia đường nga nhua lê đường nga bia tông nga ra giờ ý nhà hơi ôn nà răng à ên nga quỳ à ôn nà hơi ha chưa ăn bền được chục ta trình à lên nhà ha đô đưa hương đường là ăn ra ôn nó hay chả cả ên nhớ ra đôi ôn nà ên nhà hơi răng à khó về lơ theo nhà ra giờ nhà ơi hôm nay chỉ mời chưa lần đâu hôn đến quê đình quan kia sau hôn hà tổ không hay hôn ơi răng ra mắt kia ra rơi trang lùng cơn phạt chiên là dầu đi lên nhà ơi nhà ơi là hai bộ cứ để lỗ cái nó nổi quấy đấy hai bộ cứ tự nhiên hai bộ đi đấy để lỗ quấy thì mà cứ khỉ đấy khẩn là xua mày nên là xua đó mày cái bộ cứ răng to to ấy đi cứ lỗ cái nó nổi ôn nà xuống ngõ kia chưa rể nhà nó giờ đi ở đôi mày răng ha có lá hồng rồi ôn nó hơi cả ni ra về lỡ để nhớ ra quê nhà còn xương ụt nở sắt chớ mà răng chẳng ni giờ nhà ơi nhiều ụt y phải khổ như anh nhà chàng là ăn là ở toàn là đang khó khăn là ra ụt nó ơi cỡ lỡ ni ra cái bồ mẹ khá nọ lộn
đưa nó vườn nữa mà cho nhà ra rồi nhà ơi. Giờ hà ni bố mẹ xuôi khá anh là có xuôi là cả nhà hơi lù rồi ồn nó hơi rình mà bơi cùng việc ngã cùng tí anh họ run à đờ mắt quê anh ra ồn ơi cả ni chắc sẽ bơ việc cả mà cùng ngã tí vì là quê và tờ chiến đỡ mà lạn ra giờ nhà ơi. Bây giờ vườn tược có rơi nhưng mà cái kiệp chưa rơi ngay xuống ra ồn nó hơi nhà cứ hỏi bố mẹ nhật na chi un nỡ mà chẳng rải nhà ơi nhớ un na nghĩ ngậm má cho hà tuông vươn cằm rình lại đàm xa đường con xa chun chiều ăn chẳng đi sữa ngà khá ra mây núi yêu đèo khó khăn gian na khô un liều bên nhà rải nhà ơi đồi hà mình ở chung công tí nhưng nhà họ ồn một điều hà đi un bố cho cũng hay un ơi nhà ơi hỏi vợi chọn na bi cầu lời bố cho rải nhà ơi thế hãy hô hỏi cho liên un thương bố sật khỏi phiền cho anh nhà cùng hãy un ơi hỏi chi ơi vậy ra phương đường na bố lại tổ tường cho nhà rải nhà ơi hỏi un na un ha dựng cho tường cùng tì nhau chuyện à ủn chưa là phương chưa có ngày áo mặt sợt chẳng đi ủn à họ chớ đã bộ in nhà rồi ủn à chưa có cái người ở nó thương em mà ra nề nhà ơi chỗ à đỡ ngò cây hỡ mương ở quê nhớ ra nề nhà ơi ồn à về là xăm cửa chờ xăm nhà nhưng anh măng quỳ à chờ anh má con măng lò ra ồn nó hơi những ồn vai ra bố sạt
ta chờ bê chàng nhà ủn hoàn cảnh đất là khó khăn đại nhà ơi. Ê nhà chẳng ước con ôn nhà dâu anh mơ an mô cha nhịp mà cầu đỡ lắm năm mà thôi hãy ôn ơi bậu à đi là du có bạc có vàng nhiều ý nha sương an ùn nàng ô chỉ rải nhà ơi anh chẳng hào bạc chưa hào vàng chỉ khăm mà cái ùn à sao chẳng mà lộ ra ùn nó hay nhà răng hào bạc chưa hào vàng ùn à rưỡi bố mẹ nhà chàng ở trường chẳng giờ nhà ơi nhà hay nhà bố mẹ bánh nhà cam nếu mà anh khám bạc khám quăng lên đi mua rồi ủn nói rình mà đi đợi ủn nắng hôm nay lửa ủn à vì là hà lan có sướng anh nhà chẳng nên nhà ôn ơi những à em nhớ con đuổi à đường giờ đuổi ở đây à giờ đuổi ở đó giờ rưỡi à mà ô hợp bố mẹ nó mà ô ưa chẳng nên khổ sân kiếp làm ồn ơi đôi cao lệ con khó ồn viết có nhau chẳng giờ ồn ơi đỡ ồn ra xin hỏi rình nhà ni bố đúng cho thì ôn nào có ngày nhà ơi còn là ni ra con là bưởi chờ già xanh đỡ ôn mà xin hỏi nhà mình một nhà cầu rải ôn à ơi cứ hỏi chưa đi à vơi anh họ nó là mặt nạ lưỡi đô cho ra ôn nó ơi cận là ni ra nhau hào chưa mà ương ngỡ kê nhớ anh nhà tròn kể nhớ điệp mày hớ răng kể nhớ cao anh bộ ủn na cô ủn na hoài anh nhà bộ liền nhưng ủn na đã mặt hỏi anh nhà liền đi cứ bố cho ra ủn nó hè bởi vì quý quan là chơi anh ha trang cái nhà điệp mà hết lại ngò trà cái nhà cao là chùa tìm ôn là sướng chưa hiểu ý ra nhà trang hay rằng tự ôn nàng hiểu cho nên giờ ôn nàng ơi
na i ra mắt na i mà em nhà rồi u na chi a giữ a hỏi em nhà rồi ra sao ra mời em nhà ơi nhiều u na hiểu tình nhà mà em nhà chàng uốn ra chọp nhân à cây đố rừng cao chẳng dò uốn ơi bữa ngày nó uốn đã nhận lời cho để nhà uốn mời đi về lơ măn nhà ra nè nhà ơi nếu mà bố mẹ nhặt chỉ cho mẹ nhớ đỡ mẹ nhớ dạy dừng gia đình nhớ bên nhau ra giờ em nhà ơi em mơ đều rì chờ bơ nó rô mày ở rắm mà hoài tỏ tướng mắn á nhà ra ồn nó ơi quê ăn à kha chớ đã để nhớ chớ ba năm mẹ nhà đã mặt na tình chớ mà qua nhỏ rơi giờ em nhà ơi ba năm mà em đã chưa quen nàng chưa cười ta khang lẽ kia đang thiệt ta sợ chưa mất là hình nó việt ta sợ việt ta cho kẻ già đi nhớ em đừng có ngâm linh nhớ tình nhà hay nhà ơi ăn cơm mà ông ra cả kia uốn na cười la sứ uốn na đỏ cả uốn na rưỡi ở chỗ ấy nhà xem mà ra nền uốn ơi uốn na họ ra sứ y sứ á long ơi yàng nhà hãy ở cây nghiền xóm cho em mà chẳng nề nhà ơi hào nghen có mặt chưa rằng nó tưởng uốn đã có cái người chung là hồng rô uốn nó ơi uốn chưa bàn ra nhà ơi cho đi nhà uốn mời nhận lời yêu nhà ra nề nhà ơi thế nhà mừng lắm mà uốn ơi hôm nay biết là dùng em nhà rơi măng bụi ra ồn nó hay ô chê mương khó xa xôi mương em ngàn ong linh bò chà đồ ồn kia cao ra ồn nó hay ô ngơ đất khu ra mương đồ mà bầu là cái mô hình như lông cam mà ra giờ em nhà ơi em kia đẹp mà ý mà bằng lòng bọc ùn chị ùn chưa rưỡi hèn mà khổ sân bởi vì cất lại rất là nhiều nếu đam đi bà nhà
Un vía lo con ăn cơm mà là khổ anh chàng. Mưa ngày có khả ra rơi chàng xì mùa nó đình tần làng là hòn rơi nề nhà ơi ê nhà đứng răng chi nùa ê nhà ơi đời này đôi mời phải mà hơn xưa rơi nề nhà ơi thế ôn sương an chưa anh nhà trang mai khâu anh nhà vợ cửa hàng chó ra má bành ra ôn này ôn là đẹp đấy ôn à chớ mà đã nhận à bao à về suốt na đời anh yêu già ra nề nhà ơi bây giờ có lỗi à rể nhà hư vườn đôi à quyết định nhà chờ à mình thành à đôi ra ổn nói kẻ ni cũng bộ mê kha bao giờ uốn sướng an à uốn à má vui la chăm ra uốn nó ơi cỡ là ni cũng bộ mê kha cũng tí mẹ nhớ nghĩ đỡ về lỡ đều chẳng mà ra giờ ở nhà ơi ở nhà đi đã bốn năm mà rồi xiên át làm mà bạc ớt liệu ở nhà mãi tiêu hết ra chợ ôn ơi hôm nay có ôn à mà xéo hô côn nguyên nhà được chấm mà bùa giữ vườn mà na anh nhà ra hay ôn ơi cô ngà thì ôn à đi ý đà lô hà rồi nhưng ôn à cười cho bố mẹ nó mà đong ăn chẳng à con nó có phồn nữa em nhà ơi em nhà ý sương ùn đỡ về lơ mắn em gái em nhà ơi bao nhiêu lửa suối qua rồi riêng anh nhà đã trải qua đã 4 năm nhưng mà yêu có bò la xiên anh vậy còn uốn mùng già nó tưởng nó lừa anh là đã bực ra uốn này hôm nay ăn uốn à chờ đã tương thương ở nhà uốn à dư uốn à viết liêu chăm mà cũng uốn nó ơi